Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm khí huyết Fuxi do Dược phẩm Quốc tế Đỗ Dolexpha sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về khí huyết Phu Si cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm khí huyết Phu Si có thành phần là Fish Oil, tương đương DHA 6mg, EPA 9mg, Omega 3 giờ 15 phút mg, 50mg, Cao Đan Sâm 30mg, Cao Lạc Tiên 30mg, Cao Vông Nem 30mg, Melatonin 0.725mg, Natokinase 200 phù khí huyết phu si được bào chế dưới dạng viên uống khí huyết phu si mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ làm tan cục máu đông hỗ trợ giảm nguy cơ sơ vữa động mạch hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc mạch sản phẩm dùng cho các trường hợp người có nguy cơ sơ vữa động mạch người sau tai biến mạch máu não do tắc mạch sản phẩm khí huyết phu si được sử dụng bằng đường uống Liều lượng của khí huyết phu si được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống 1 đến 2 viên trên lần 11 đến 2 lần trên ngày, uống sau ăn. Chống chỉ định khi sử dụng khí huyết phu si, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm khí huyết phu si đồng thời biết cách sử dụng khí huyết phu si sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.